Thì nghe cái câu niệm Phật của thầy Chí Thoát nó rất mùi, nó rất là dễ cảm. Nghe người nghe là muốn niệm theo và muốn giảm sanh liền. Đó thì ông hỏi giờ nghe cái đó mình cảm thấy hỷ lạc. Vậy thì cái hỷ lạc này là chiếm hữu bên ngoài và chiếm hữu bên trong. Cái này là cái khó khăn đấy. Hồi xưa thì mình không để ý cái đó. Mình thấy rằng cái cõi dục giới đó thì trong kinh nói là dục, cõi dục thì đúng rồi. Còn tới cõi trời sắc giới đã nói là cõi trời sắc giới. Nhưng mà khi kể vô trong đó thì sơ thiền cũng còn dục, nhị thiền cũng còn dục, tam thiền cũng còn dục. Chỉ có tứ thiền mới hết dục thôi. Tứ thiền là từng tư tưởng. Nhưng mà tại sao lại coi kêu cõi trời sắc giới? Cái này là cái điên đầu. Tôi cũng chết gì đó, tôi phân biệt không rõ. Thành nó không biết vị nhập lưu chết rồi sanh về cõi dục giới là cõi trời dục giới hay có được sanh qua cõi sắc hay không. Mới nhiều nhập lưu là phải trở về cõi dục 7 lần. Vị nhập lưu không có trở về cõi sơ thiền cõi sắc giới được hay sao? Mà nếu là sơ thiền cõi sắc giới thì là sắc giới, thế tại sao mà lại còn dục? Nhị thiền cũng còn dục, tám thiền cũng còn dục, cái tam thiền mới dứt hết dục này. Vậy thì nó hơi khó. Thành ra cuối cùng tôi mới tìm ra là cái hỷ lạc này, hỷ lạc do cái thiền định, định lực của mình tạo ra cái hỷ lạc. Còn cái kia hỷ lạc là do chiếm hữu bên ngoài. Uống cà phê đem tới cái hỷ lạc, hút xì ke, hút thuốc đem cái hỷ lạc. Mà dứt thuốc đi thì chúng ta mất cái hỷ lạc, dứt cà phê đi chúng ta không được hỷ lạc. Còn cái này không cần những cái bên ngoài đó. Tôi ngồi thiền cái tâm tôi, cái thanh an rồi cái tâm nó lạc. Cái này không ai dục của tôi được đó, không ai chiếm hữu được. Thì cái này nhưng mà cũng còn thích cái đó, còn chiếm hữu. Nhưng mà chiếm hữu do những cái bên trong chúng ta, do cái thiền định bên trong chúng ta tạo ra. Thì tôi thấy nó sáng tỏ. Chứ đó giờ không ai giải thích hết đó. Nhưng mà tôi thấy giảng như vậy nó sáng tỏ. Thành ra tôi mới đưa ra cái đề nghị đó. Thì Tiên Đức ông cũng hơi lý lắc chút. Rồi ông hỏi bây giờ thầy Chí Thoát mình niệm Phật như vậy thì như vậy mình nghe mình hỷ lạc, như vậy là chiếm hữu bên ngoài, chiếm hữu bên trong. Rồi ông thêm cái câu số 2 nữa là cái ban niệm Phật của chúng ta, bên nữ niệm 2 câu, bên nam niệm 2 câu. Có những lúc niệm rất là hay, niệm để cho người chết giảng sanh mà. Còn 20 phút ấy, còn 20 phút để chúng ta trả lời. Thì bây giờ vậy thì mình nghe hỷ lạc, vậy là chiếm hữu bên ngoài hay chiếm hữu bên trong. Còn câu số 3 là những lúc mình nhớ lại cái hồi tưởng, những lúc những mấy chục năm về trước, là những cái kỷ niệm cũ, những cái kỷ niệm làm cho mình thích thú lanh lanh. Cũng như rồi thở học trò chẳng hạn, mình thường thích cái thời học trò đó. Nó có cái bài thơ thở học trò thì nó đem tới những cái hỷ lạc cho mình. Thì cái hỷ lạc này chiếm hữu bên ngoài ở bên trong. Rồi giờ chúng ta bắt đầu trả lời 3 câu hỏi đó. Câu hỏi này nó cũ quá, lâu quá rồi. Bây giờ mỗi người thử trả lời thử coi làm sao. Bây giờ sư Phật tử bắt đầu. Có 2 phút thôi, cũng vừa đó, 5 giờ 2 phút thì chúng ta thấy cũng vừa. Thì bữa nay tôi rất vui đấy, vì cái câu trả lời số 3 cũng làm rất sáng tỏ. Nhưng mà mới có 2 vị thôi ha, mấy vị kia thì tiếp tục. Giờ câu trả lời của ông Tiên Đức thì cô Khánh Hồng trả lời độc đáo, cô Lộc cũng trả lời hay, ngắn gọn. Cô Khánh Hồng trả lời dài nhưng mà rất rõ. Thì đây cũng là một cách trả lời độc đáo, rất là siêu, còn chờ giọt nữa thôi. Thì tất vì đây là của cổ ha, của cô Khánh Hồng, còn Phật tử khác chưa trả lời đấy. Chúng ta rút kinh nghiệm này chúng ta trả lời một phương diện khác nữa. Tôi mong cần Pháp hội phải ráng như vậy. Có bữa nay là bữa sôi động nhất đấy. Chứ mấy bữa trước nó nằm êm quá tôi cũng nản đấy. Bữa nay tôi hơi hăng say một chút. Thì tôi mong cầu kỳ tới chúng ta hơn nữa. Thì thôi thì giờ đã hết. Đến đây xin tạm ngừng. Nam Mô A Di Đà Phật. Mô Phật. Cả bài. Thì chúng ta thấy rằng câu số 3 là câu quan trọng nhất. Nó là câu quyết mạch của bài kinh 66. Để giải quyết được cái câu này là chúng ta đi vào quả thánh đầu tiên, tức là nhập lưu đạo. Rồi chúng ta thực hành để chiếu kiến được sắc quẩn thì mình đã qua nhập lưu quả. Nhưng mà nhập lưu đạo thì phải nắm vững toàn thể tiến trình của ngũ quẩn. Hay nói cách khác là chúng ta phải thấy rõ 15 hạng chúng sanh, từ địa ngục cho tới cõi trời phi tưởng, phi tưởng. Còn nói theo tinh thần của Đại Thừa thì phải thấy qua tới cái quả Như Lai, thấy qua tới quả Như Lai. Thì nhập lưu theo Tiểu Thừa đó, nguyên thủy thì không có nói đến cái đó, nhưng mà sau khi Phật tịch rồi mới chia làm hai. Thì nếu mà nhập lưu của Tiểu Thừa thì chỉ quán chiếu tới quả La Hán thôi, còn theo Đại Thừa phải đi tới quả Như Lai. Thì ở đây chúng ta phải học cái bánh vẽ, thì chúng ta phải hiểu rằng nếu không chúng ta sẽ lọt vào ngũ ấm ma. Lọt ngũ ấm ma, mà lọt ngũ ấm ma thì cái đời tu của chúng ta sẽ trôi theo dòng nước, tức là không kết quả gì hết. Sau khi lọt ngũ ấm ma rồi chúng ta sẽ đọa vào địa ngục và trở lại bắt đầu cái cuộc luân hồi lại. Như chúng ta thấy cõi trời Phi Phi Tưởng là cao nhất trong cõi trời vô sắc giới, tức là trên tam giới. Nhưng mà khi lọt ngũ ấm ma sa đọa phải xuống loài súc sanh, thì chúng ta thấy là cái đường tu phải nắm vững, nắm vững. Thì tôi cũng đề nghị cách giảng thôi, trong kinh thì có nhưng mà giải thích thì không. Thì chúng ta bây giờ làm sao cho sáng tỏ thôi, chứ tôi không biết chắc là nó đúng, vì tôi chưa có thực hành tới đó. Đây là do cái sự nghiền ngẫm suy tư trong những cơn thiền định thôi. Thì tôi giải thích nữa để cho Phật tử nắm vững, mà nếu càng giải thích thì càng làm cho rối rắm thêm. Nhưng mà nếu không rối rắm thì không sáng tỏ. Để cùng thì tắt bỉ, rồi bỉ tới cùng thì nó sẽ biến, mà biến thì nó thông. Thành ra tôi càng ngày càng làm rối rắm thêm, để rồi chư Phật tử phải trạch pháp. Đi về đây nó có nhiều đường tẻ, nhiều cái ngã rẽ của cái tư tưởng phức tạp này, rồi lại còn cái ngã rẽ của A-la-hán và Bích Chi Phật, và cái ngã rẽ của chư Bồ-Tát và Như Lai. Cái ngã rẽ này thì nó đúng nhưng mà không rốt ráo. Còn cái ngã rẽ của ngoại đạo thì chúng ta thấy rằng khó mà phân biệt được giữa thức và tăng, hay nói đúng là cách khác là giữa tư tưởng và trí tuệ. Thành ra tôi phải đi vào chi tiết để chư Phật tử có cái thiếu hơn tôi là viết lại. Mà viết thì nó phải ngắn gọn đầy đủ mà không rõ ràng, còn giảng như tôi thì rõ ràng, đầy đủ nhưng mà không ngắn và không gọn vậy. Không ngắn và không gọn nhưng mà nó rõ ràng. Còn viết thì phải ngắn gọn đầy đủ. Tôi giảng gì là đầy đủ đấy, rõ ràng đấy, nhưng mà không ngắn không gọn được. Những cái lúc nói thì diễn tả hết ý, dễ diễn tả lắm. Mà viết lại thì thành một tập sách dày, cả 300-400 trang thì chúng ta sẽ không coi nổi. Thành ra chúng ta phải tóm lại những cái đại cương thôi, rồi sau đó nắm cái đại cương đầy đủ không rõ ràng đấy, chúng ta nghe pháp chúng ta diễn lại cho nó rõ ràng. Thì cách diễn lại mỗi người có một cái khiếu diễn giải riêng. Ai có khiếu thì diễn giải độc đáo, nhưng mà nếu không nắm được cái ngắn gọn đầy đủ này thì chúng ta diễn tả sẽ sơ sót. Đó thì tôi muốn trình bày thêm một vài khía cạnh nữa. Thì ở đây chúng ta nói cũng không ngoài 15 hạng chúng sanh, hay là không hài ngũ quẩn, hay là không ngoài bảy đại, hay là không ngoài thập nhị nhân duyên, hay là không ngoài tứ diệu đế, hay là không ngoài tam pháp ấn, hay là không ngoài cái tiến trình của duyên khởi. Từ nghiệp cảm A Lại Gia chân như duyên khởi tới pháp giới duyên khởi, nó từ diễn cả một thứ hết, hay không ngoài giới định tuệ của tư tưởng và bát nhã. Nói thì ở đây chúng ta lấy 15 hạng chúng sanh thì nó chia nó chi tiết hơn, nhưng mà chư Phật tử đừng hiểu là nó khác, nhưng mà cũng xin đừng hiểu là nó giống. Cái kết quả thì nó cũng giống thôi, nhưng mà những cái khía cạnh thì mỗi một cái pháp môn, mỗi một cách diễn giải Đức Phật là đi một khía cạnh khác, đi một khía cạnh khác. Bởi vì chúng sanh phức tạp lắm. Có người thì thích về bảy đại, tức là đất nước lửa gió hư không kiến và thức, thì có đó trình bày về cái sắc quyển nhiều hơn, nói tới 5 là. Còn cái cảm thọ có 1 và cái thức cũng có 1 thôi. Thức đây đó là thức thứ 6, thứ 7 và thứ 8 đó. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng mà ở đây thì tôi thường trình bày 15 hạng chúng sanh, thì nó rõ hơn. Thì chúng ta để ý 15 hạng chúng sanh này theo đạo Phật thì ta chú ý về cái giới định tuệ, thì cũng là hình thức của thể chứng dụng, hình thức của tính hạnh nguyện đấy, cũng thế thôi. Nhưng mà thường đạo Phật thì nói về giới định tuệ, thì chúng ta thấy đây có 4 đường ác, 4 đường thiện, 4 tiểu thánh và 3 bậc tăng tôn. Thì 4 đường ác thật ra cũng có giới định tuệ đó, nhưng mà trong kinh thường nói tà giới, tà định và tà tuệ. Tà giới là sao? Là dưới giới ngược lại với cái chánh giới. Thì chánh giới của chúng ta biết theo đạo Phật đó là làm cho người ta tiến hóa, tức là một là không sát sanh, hai là không trộm cắp, ba là không tà dâm, 4 là không nói dối và 5 là không uống rượu. Thì ngược lại là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Thì chúng ta thấy rõ cuộc sống bây giờ có vậy đó. Thì ngay trong cuộc đời này là đã có rồi, chứ mà hãy có thì cảnh giới khác, các cái pháp giới khác cũng vẫn có như thường. Không phải có cái cõi ta bà này không, mà nó là vô lượng cõi. Và ngay cõi ta bà này cũng đủ 15 hạng chúng sanh trong đó. Và ngay trong sắc thân của chúng ta cũng đủ 15 hạng chúng sanh trong đó. Chúng ta cũng có tà giới, tà định, tà huệ đấy. Thỉnh thoảng nó còn hiện hành. Và trước kia chưa biết đạo Phật chúng ta đã sống với nó. Bây giờ chúng ta cải sửa nhưng nó còn những chủng tử ngủ ngầm. Thành ra cái đạo Phật đầu tiên là xoay trở về mình trước. Biết mình rồi thì mình là một cái tiểu võ trụ đấy. Thì ở ngoài đời là cái đại võ trụ, và tất cả toàn thể pháp giới vô lượng vô biên đó là cái đại võ trụ. Thì chúng ta trở về con người chúng ta trước, hãy biết mình thì chúng ta sẽ biết người và biết cả võ trụ. Thì chúng ta thấy là đây tôi nói sơ thôi, thì cái giới là vậy, là tà giới, tà định, tà huệ. Còn 4 đường ác nó cũng có cái định đấy, nó cũng biết tập trung, nhưng mà không phải là tập trung liên tục, và không phải tập trung là để tiến hóa, mà tập trung là để thối hóa và xa đọa. Tức là sao? Là chiếm hữu, thứ nhất là cho sắc thân mình, rồi sau cho gia đình, cho vợ con mình. Thì cái chiếm hữu nó cũng vẫn tính toán đấy. Chẳng hạn người ăn trộm thì nó cũng phải giữ giới, tức là vô đó thì phải là bữa nay đừng ăn quá no, đừng uống rượu say. Nó cũng cử những cái đó để nó tỉnh táo. Và trước khi đi ăn trộm nó cũng phải đi coi cái nhà đó, cái ngõ ngách như thế nào, nó phải tính toán là vô làm sao, êm lặng làm sao, khi chó sủa thì dụ con chó bằng cách nào. Thì những cái đó là cái huệ của nó, nghĩa là cái thông minh của nó đó. Nhưng mà thông minh theo đường ác, thành ra càng làm chừng nào nó càng ngu si chừng ấy, và nó phải chịu quả báo gì sau này. Thì đại khái cái giới định tuệ của nó cũng tính toán, nhưng mà để chiếm hữu cho mình, tính toán để đi xuống ác đạo, tính toán sẽ chịu những quả báo xấu xa. Thì chúng ta cũng phải hiểu như đó. Thành ra chúng ta thấy nó cũng có thân, tâm và hoàn cảnh. Thì thân của nó thì sẽ như chai lì, ù lì, sau khi chết rồi nó phải chịu mang những xác thân của địa ngục, đất đá, của ngạ quỷ, cỏ cây, hoặc những loài súc sanh, hoặc là những cõi Atula ác, mang sắc thân đó. Và cái tâm thức của nó thì cũng vậy, do cái tâm này mà nó mang cái thân đó. Hãy nhận thức như thế nào thì cái đối tượng nhận thức, cái chánh báo như thế nào là cái nhận thức đấy, thì cái y báo, cái sắc thân và hoàn cảnh của nó cũng như thế đó. Đó thì đại khái là nó như vậy. Thành ra tôi nói là nó chiếm hữu bên ngoài, tức là do tiền bạc, do sắc đẹp, do những cái đó làm cho nó mê, để nó chiếm hữu cho cá nhân của nó. Còn nếu rộng rãi chút là cho vợ con, cho cha mẹ nó. Thì cái đó chúng ta kêu là 4 đường ác. Nó cũng có giới, có định, có huệ, mà là tà giới, tà định, tà huệ. Thành ra chúng ta chỉ hiểu sơ thôi. Cái quan trọng là chúng ta phải hiểu về chánh giới, chánh định và chánh tuệ. Chánh là đối với tà, tức là dẫn cái dòng lẫn quẩn. Nhưng mà nếu không qua chánh thì chúng ta không qua thánh được, không qua thánh được. Từ tà giới, tà định, tà huệ là vĩnh viễn không qua thánh nhân, không qua giải thoát được. Thì chúng ta phải qua chánh giới, chánh định, chánh tuệ, mà cái đó là cái chúng ta đang tu tập hiện thời. Nhưng mà Đức Phật cũng như tôi, sau khi hiểu được rồi, tôi không muốn chư Phật tử ngừng ở đây. Thì uổng công có Đấng Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài xuất hiện ra đời. Thì trước kia là đã có chánh giới, chánh định, chánh tuệ rồi, khi Ngài chưa có xuất hiện, nhưng mà Ngài ra rồi sẽ bắt đầu có thánh giới. Rồi bây giờ Phật Pháp còn, kinh điển còn, chúng ta chỉ cần nghiền ngẫm và thực tập thì chúng ta sẽ qua thánh giới. Thánh giới là vĩnh viễn không còn thối lui bốn đường ác nữa, và từ đó tiến thẳng tới quả Như Lai. Thì chúng ta bỏ thì nó uổng. Cái thật sự tôi cũng muốn bỏ mấy lần, tôi nản. Vì tôi Phật tử không có cái bền. Tôi không đòi hỏi cho Phật tử thông minh đâu, tôi không đòi hỏi chư Phật tử giàu có đâu, tôi không đòi hỏi chư Phật tử là đủ cái điều kiện như người khác đâu. Nhưng mà tôi đòi hỏi một sự bền, sự cố gắng, sắp xếp để một tuần lễ có 2 tiếng đồng hồ thôi. Và chúng ta phải bền bỉ, phải tự mình, phải suy gẫm, phải nghiền ngẫm, phải động não một chút thì mai ra những chủng tử nó lọt vỏ lại ra. Và sau này cái cơ duyên khi chúng ta đầy đủ những kiếp này và kiếp khác thì nó có những chủng tử đó nó không mất. Và khi mình lọt vào ngũ ấm ma mình biết để mình thoát ra khỏi đó. Chứ chúng ta biết là ngoại đạo tu hành cũng là dữ lắm đó, chứ không phải vừa. Cái tu nó cũng là khổ hạnh, nó cũng là kiên trì, nó bền bỉ. Nhưng có điều là nó không nắm được cái mấu chốt, nắm được cái then chốt, nắm được những cái guốc mắt, những cái hóc búa của tư tưởng. Nó đi trên vấn đề sao động, rồi mãi mãi về sau nó vẫn là sao động nhiều và sao động ít. Là cái cốt lõi sao động thì khi sao động là phải luân hồi thôi. Còn Đức Phật đi từ cái đứng lặng, đi từ bắt đầu từ cái bất biến. Còn nó thì đi từ cái đầu là cái sao động chuyển biến, thì kết quả là ít sao động. Do đó mà khi sao động mà trở lại thì nó phải lật xuống thôi. Nó đi bằng pháp đối trị, bằng pháp cải sửa, bằng pháp đè nén, bằng pháp tiến hóa. Mà tiến hóa tới tột cùng rồi thì phải thối hóa. Nó là cái thế mà đối đãi. Còn Đức Phật thì đi cái thế là trực giác, không có đối đãi, nghĩa là không có nhận thức và đối tượng nhận thức. Mà đi có nhận thức, có đối tượng nhận thức thì hai cái phải tương ưng. Mà khi nhận thức mất thì đối tượng mất theo. Mà khi đối tượng nhận thức mất thì nhận thức cũng mất theo. Còn đằng này cái nhận thức đó là nhận thức tuyệt đối, dầu làm cái gì làm nó cũng vẫn không mất. Điều nó có cái sự chuyển biến chậm và đi tới cái bất biến, mà luôn luôn nó đứng lặng, tức là nó không có sao động. Thì hai cái đường lối tu tập hoàn toàn khác nhau, hoàn toàn khác nhau. Cái kia là tiến hóa và thối hóa, cái này là sự nhận lại chứ không có sự cải sửa. Không có pháp môn và không có đạo sư, không có thời gian và không gian. Nhưng ban đầu thì có cái thời gian tuyệt đối, rồi đi tới phi thời gian, phi không gian. Nó thì chúng ta phải coi những cái ngóc ngách của nó. Bây giờ chúng ta qua 4 điều thiện. Rồi hôm trước tôi có giảng rồi, nhưng mà tôi bỏ sót một vài chỗ. Tôi tưởng có giảng mà không ngờ có Phật tử hỏi thì tôi mới biết mình chưa có giảng. Tôi nhắc sơ thôi. Rồi nhắc sơ đúng là Phật tử cũng phải có cái trạch pháp. Đằng này cũng chẳng trạch pháp gì hết, là hỏi tôi nữa. Thì có đó nhắc sơ, không biết là tôi cố ý nhắc sơ hay là tôi quên tôi không giảng thì tôi không biết. Mà tôi nhớ có giảng mà quá sơ. Thì đó là giới định tuệ của 4 đường thiện. Thì chúng ta biết rồi, giới định tuệ 4 đường thiện thì giới của cõi người là 3 giới: không sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Còn cõi trời dục giới là 5 giới, thêm cái thứ tư là không nói dối, không uống rượu. Rồi cõi trời sắc giới là thêm 3 giới nữa. Giới thứ 6 không ngồi ghế cao, nằm giường rộng, chiếu lớn xinh đẹp. Giới thứ 7 không nghe xe mát ngúa đờn kề, sự vui đông yến tiệc. Giới thứ 8 là không trang điểm phấn son, dầu hoa, áo quần hồng độ tươi tốt. Còn coi trời vô sắc thì thêm 2 giới sau là không ăn chiều và không giữ tiền bạc. Đó là tới đây là hết đấy. Đó là cái giới. Còn cái định là cái tâm. Cái giới là nói về sắc thân, còn cái định là cái tâm. Thì cõi người và cõi trời dục giới thì bắt đầu tập tu tứ thiền. Thì chữ tập tu tứ thiền nó hơi mờ, tôi không có giảng rõ. Tôi nhớ tôi có giảng mà dường như không có giảng, tôi tưởng nó không có giảng, chỉ nhắc sơ thôi. Thì chúng ta thấy cõi người đó, cõi trời dục giới thì có 6 cõi. 1 là tứ thiên dương, 2 là đau lợi, 3 là dạ ma, 4 là đông xuất, 5 là tha hóa và 6 là quá lạc. 6 cõi này nằm trong cõi trời dục giới. Bởi trời dục giới tức là cũng nằm trong cõi dục, nhưng mà nó nhẹ hơn các cõi dưới. Còn bốn đường ác là cõi cũng cuộc là cõi dục, nhưng mà không phải là trời. Trời có nghĩa là thanh cao, sáng nhẹ hơn. Chữ thiên đó, nó sáng nhẹ, nó trong hơn. Thì nó vẫn là chiếu hữu bên ngoài thôi, nhưng mà nó nhẹ hơn. Thành ra họ tập tu tứ thiền. Tập tu tứ thiền tức là cái định lực yếu. Có lúc thì chiếm hữu bên trong, nhưng mà đa số là chiếm hữu bên ngoài. Đa số chiếm hữu bên ngoài. Thành ra họ cũng niệm Phật, đếm từ 1 tới 10 và niệm Phật cõi đếm. Cái này là cõi người và cõi tứ thiên dương đấy. Tức là cái định lực nó yếu. Có lúc thì được để Nam Mô Di Đà Phật 1, Nam Mô Di Đà Phật 2 thì nghĩ tới chuyện khác rồi. Rồi bây giờ mới trở lại Nam Mô Phật 1 lại. Cứ tranh thủ giữa cái niệm Phật đếm từ 1 tới 10. Thì tất nhiên mà khi họ đếm được như vậy là họ qua cái cõi trời sắc giới rồi đấy. Nhưng mà cái đó chừng 2 phần, còn cái cõi dục chiếu hữu 8 phần. Thì là tập tu là vậy. Nó lũng củng, nó lúc thì hướng ngoại, lúc thì chiếm hữu bên ngoài, lúc chiếm hữu bên trong. Mà chiếm hữu bên ngoài thì nhiều hơn, tức là tạp niệm rất nhiều. Còn cái nhất niệm tập trung vào đó rất ít. Thành ra trong kinh thường kêu là diệt 5 trường cái, chứ không phải là tứ thiền. Diệt 5 trường thiền cái, mà tôi dùng danh từ tập tu tứ thiền. Danh từ nó hơi khác thôi, nhưng vì tôi không giải cho nó rõ. Diệt 5 trường cái là cõi người và tứ thiên dương đó, thì diệt được cái hôn trầm. Cái tầm đó thì diệt hôn trầm, tức là khi mình buồn ngủ, ngủ gục đó, thì những cõi này thường hay bị gục lắm. Bây giờ chư Phật tử ngồi thiền cũng thường hay bị gục lắm. Mà nếu Nam Mô Phật 1, Nam Mô Phật 2 mà nó gục một cái thì không biết mình đếm tới đâu. Thì nó cũng đã thuộc về tập niệm đấy. Thì mình trở lại Nam Mô Phật 1 nữa. Chừng nào mình đếm từ 1 tới 10 mà không có xen tạp những cái tạp niệm thì không bao giờ ngủ gục nữa. Thành ra trong kinh nói là đè nén được cái hôn trầm, tức là cái ngủ gục. Còn cái thứ hai là sát, thì trong kinh nói là đè nén dẹp trừ được cái nghi ngờ. Và cái nghi đây chúng ta coi chừng, nghi đây là nghi giữa như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Cái nghi này 4 đường ác đạo thường bị lầm. 4 đường ác đạo thường hay bị lầm. Như thế nào là thiện, như thế nào là ác. Mà câu hỏi có nhiều Phật tử cứ trả lời sai đó, chứ không phải là ngoại đạo không. Mình cũng là ngoại đạo đó, nếu mình không nắm vững đó. Mình cũng là 4 đường ác đó. Thường thường người ta định nghĩa chữ thiện đó làm cho người ta hạnh phúc, làm cho người khác hạnh phúc và mình hạnh phúc, thì đó là thiện. Mà làm cho người khác đau khổ, phiền não, thì đó là ác. Cái định nghĩa vậy là sai với chữ nghi, sai với cái điều thiện của Phật giáo. Ngoại đạo thường thường định nghĩa như vậy, thành ra có thể đi tới cái chỗ xa đọa. Còn đạo Phật vĩnh viễn là đi tới giải thoát, thành ra cái định nghĩa nó có hơi khác. Vì đạo Phật chú trọng 4 đường thiện là đi tới giải thoát, chứ không phải hưởng cái hạnh phúc trong 4 đường thiện. Thành ra chúng ta thấy hỏi ông người ngoài có khi hỏi Phật tử như thế nào là thiện, như thế nào là ác, thì đa số trả lời như vậy. Làm cho người ta hạnh phúc, làm cho người ta vui, người ta sướng, thì đó là thiện. Mà làm người ta đau khổ thì đó là ác. Nhưng mà chúng ta thấy có khi mình làm ta hạnh phúc mà ta xa đọa. Thì tôi thường ví dụ là nếu con mình hoặc em mình trong nhà nó xì ke, ma túy, nó uống rượu, nó cờ bạc, nó thiếu tiền, nó về nó xin mình, thì dĩ nhiên mình cho là nó hạnh phúc rồi đó. Như vậy là thiện hay là ác? Thì theo định nghĩa ngoài là thiện, tức là mình suối nó đi vào xì ke, ma túy, thêm cung cấp tiền bạc cho nó đi uống rượu nhậu nhẹt thế. Thì nó khoái rồi, nó cảm ơn mình, nó vui sướng, nó hạnh phúc. Hạnh phúc để rồi nó càng ngày càng chìm đắm trong cái xì ke, ma túy, con đường ác. Như vậy theo đạo Phật là ác. Nhưng mà mình thường cho là thiện. Còn điều mình không cho nó là nó khổ. Mà chẳng những mình không cho nó, mình còn kêu có thể kêu công an bắt nó. Bắt nhưng mình chỉ có đừng có đánh nó, để làm sao cho nó sợ. Cũng như mấy đứa con mà mất dạy thì đường cha mẹ để cho công an bắt nó, rồi mình đi nuôi cơm nó âm thầm. Thì nó đau khổ. Nhưng mà đau khổ này sau khi qua một cái sự cải huấn, một sự thực tập nó rồi, nó có thể nó cải sửa, nó bỏ những cái đó. Thì như vậy là thiện đó. Làm nó đau khổ mà nó thiện. Biết bao nhiêu thí dụ chúng ta thấy trong cuộc sống này. Thành ra đối đầu Phật thiện là cái gì tiến quá, còn ác là cái gì làm cho chúng ta sa đọa, chúng ta thối quá. Thì ở nay cái cuộc sống chúng ta khó mà lựa biết cái nào là thiện, cái nào ác, cái nào là tiến hóa, cái nào là thối hóa. Nhưng mà khi chúng ta đi tới những cái nhị thiền, cái sát này, cái theo dõi cái niệm Phật rồi chúng ta sẽ thông minh. Đây tôi dùng cái thông minh chứ không phải trí tuệ. Tức là chúng ta có cái thức trong sáng, chúng ta biết như thế nào là tiến hóa, như thế nào là thối hóa. Cứ gặp hoàn cảnh chúng ta có thể giải quyết được. Thì cái thứ hai này đó là trừ cái nghi ngờ giữa thiện ác. Còn cái thứ ba là hỷ, thì tức là bây giờ khỏi cần niệm Phật, khỏi cần theo dõi hơi thở, mà chỉ niệm Phật hơi thở vẫn hỷ. Nghĩa là đầy ấp ở trong linh hồn rồi tự nhiên bây giờ nó phát ra. Thì cái này đối trị được với những cái sân hận. Khi chúng ta gặp một việc gì chúng ta nổi sân, hoặc chúng ta nghĩ tới một cái chuyện gì trái ý việc lòng nổi sân lên, hoặc là đứng trước hoàn cảnh đối diện cái đó, thì chúng ta phải đi vào nhớ lại cái niệm Phật. Mà nhớ thì nó phát hiện ngay, chúng ta không cần phải tập trung mình, không phải tập trung mà đến như trước nữa, mà chúng ta nhớ tới nó là cái niệm Phật nó phát hiện trong linh hồn, trong không gian. Mà nó phát hiện rồi thì tất nhiên là cái cơ thể chúng ta được thân được an, thì cái tâm nó hỷ, thì cái sân nó sẽ bị đè xuống, nó sẽ bị người lực sĩ mà đè tên cướp xuống. Trong kinh nó diễn tả vậy, giống lực sĩ mà đè tên cướp xuống. Đó, còn thành ra ở cõi người và cõi tứ thiên vương thì thường đi được cái sơ thiền này. Tập tu tức là lúc được lúc không, lúc thì được chiếm hữu bên trong, lúc thì lọt ở bên ngoài. Mà bên ngoài thường đa số là tập niệm. Thì tôi đã giảng bên trong bên ngoài. Bên ngoài tức là những cái hỷ lạc, những cái tầm sát là do một cái đối tượng bên ngoài đem đến cho mình. Mất cái đối tượng đó thì mình sẽ mất cái hỷ lạc. Thành ra cái tầm sát cũng là hỷ lạc đấy. Nhưng mà hỷ lạc nó do ly dục sanh. Ly dục là do thắng được những cái dục vọng mình sanh. Mà cái định lực chưa có. Thành ra cái hỷ lạc ở trong kinh không có kêu là hỷ lạc, thì kêu chung là hỷ lạc đó. Nhưng mà danh từ riêng đó thì là hân hoan, hay là tán thán. Chúng ta thấy đây lạc thọ mà hoan hỷ tán thán. Chữ lạc thọ đó là dùng cho tam thiền, chữ hỷ là dùng cho nhị thiền, còn chữ tán thán là dùng cho sơ thiền. Có nhiều danh từ nó phân biệt được, cũng là hỷ lạc đấy, nhưng hỷ lạc với hình thức nó khác. Thành ra chúng ta thấy như là tụi ăn cướp đó, nó lấy được đồ đó nó cũng hỷ lạc. Nhưng mà cái đó không phải là cái hỷ lạc của nhị thiền, sơ thiền, tam thiền. Chúng ta phải hiểu đó, cái danh từ mỗi ăn cướp nó làm được cái chuyện gì nó thành công nó cũng mừng. Còn mấy người xì ke ma túy mà khi nó hút thì nó cũng chìm đắm trong cái lạc thọ. Nhưng mà cái lạc đó lại khác, cái lạc xa đọa. Thành ra cái danh từ có nhiều lúc nó phân biệt rõ, nhiều lúc nó kêu chung cũng là hỷ lạc đó. Do hỷ lạc sanh, nhưng mà có tầm có tứ. Do hỷ lạc sanh mà không tầm không tứ, kêu là định sanh hỷ lạc. Thì cũng là hỷ lạc, nhưng mà có lúc thì trong kinh lại chia có đó là hân hoan hoặc là tán thán. Cũng như cái tam thiền kêu là lạc, mà nhị thiền đó thì kêu là hỷ, chứ không kêu là lạc thôi. Chúng ta phải để ý mấy cái chỗ đó, nó khác mà nó một thứ, đại khái cho một thứ. Mà thành ra chúng ta phải để ý những cái mấu chốt này, để rồi khi mà lọt vào trong đó thì chúng ta phải biết đường ra. Tất cả cái này đều là không phải ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Nghĩa là chúng ta đem ba mệnh đề này bác hết tất cả. Dầu cho đắc quả lãng, dầu diệt thọ tưởng định, thì diệt thọ tưởng định cũng không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Để chi vậy? Để phát Bồ Đề tâm giáo hóa. Tới chừng đạt cái vô cung dụng đạo, nghĩa là không có chứng, không có đắc nữa, thì bây giờ mới gọi là niết bàn thật sự, niết bàn tịch chiếu. Thành ra ba cái mệnh đề này quan trọng vô cùng. Chúng ta đi vào cái đạo quả nào, cái chứng đắc nào, thì chúng ta phải dùng ba mệnh đề này bác bỏ hết, bác bỏ phủ định hết. Phủ định tới không còn cái gì phủ định nữa, thì chúng ta thấy là cái tịch diệt nó hiện tiền. Nghĩa là chúng ta tùy thuận giáo hóa vô lượng chúng sanh rồi, thì ba mệnh đề này mới là tất cả đều trở về với cái chân như hết, là tất cả chư pháp đều là thực tướng hết. Thành ra ba cái mệnh đề này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Mà chúng ta nắm níu cái nào mà bỏ ba mệnh đề này là chúng ta lọt vào ngũ ma ngay. Nhưng mà cái tiến trình của cái cảm giác của cái ngũ quẩn nó như thế nào, để khi chúng ta lọt vào đó chúng ta phải lọt thôi. tu tập là nó phải đi qua những cái con đường đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta không nắm được cái bánh vẽ con đường đi từ ở Trà Vinh lên Sài Gòn qua những cái tỉnh nào, buộc lòng phải qua thôi. Không qua là không đi đến được, không qua là không đi đến được. Nhưng mà đừng cứ ngừng xe ở tỉnh đó, thấy cho đó đẹp quá, xe đường lộ đồ đẹp, nhà cửa đẹp, chúng ta ngừng ở đó là chúng ta không đến được cái cứu cánh của mình. Rồi đến cứu cánh rồi phải bóp bác luôn cả cứu cánh này. Cái đạo Phật độc đáo là chỗ đó. Đến Niết Bàn tịch tịnh là cứu cánh rốt ráo rồi, bác luôn cái đó. Để chi vậy? Để trở lại những cái con đường nãy mình đi toàn là Niết Bàn hết. Nghĩa là vô thủ trước Niết Bàn, chứ không phải hồi nãy là mình đi từ địa ngục cho tới quả, tới phi tưởng, rồi đi tới Bồ Tát Thánh. Thì cái đó là con đường đi. Rồi tới Như Lai mới thật sự là Niết Bàn. Thật sự không có Như Lai, mà Như Lai là địa ngục cũng là Như Lai. Và chúng ta phải trở lại cái đó là bác hết trơn. Rồi cuối cùng tất cả đều là Như Lai hết. Rồi cái đạo Phật nó đi tới cái chỗ đó. Thì cái ba mệnh đề này là cái trí tuệ con gươm trí tuệ bén nhất để chặt đứt hết tất cả những cái chấp. Rồi nó khó là chỗ đó. Cái đại thừa là nó đi như vậy á. Nó ắt hết, hữu nhận, hữu định hết tất cả. Hữu định luôn A-la-hán, hữu định luôn Bồ Tát, hữu định luôn cái quả Như Lai. Thì đó bây giờ chỗ nào cũng là Như Lai hết. Thì không còn cái gì để phủ định hết. Thì cái đó mới là cái rốt ráo. Thì chúng ta để coi những cái mấu chốt này nó như thế nào, như thế nào. Mà nếu không hiểu nó là chúng uổng công tu tập, uổng công tu tập. Và thành ra ở đây chúng ta nên nhớ cái tập tu tứ thiền với cái đắc tứ thiền của cõi trời dục, cõi người, cõi trời dục giới với cái cõi trời sắc giới nó khác nhau, nó khác nhau. Thì chúng ta thấy là ở đây 5 triền phái là nó đi từ từ, nó đối trị những cái kiết sử, những cái triền phái. Thành ra khi chúng ta niệm Phật đếm từ 1 tới 10 là chúng ta trừ cái hôn trầm, được cái đó thôi. Rồi chúng ta tiến từ từ nữa qua tới niệm Phật khỏi đếm, chúng ta trừ được cái nghi ngờ, đè nén, tiêu diệt được cái nghi ngờ. Nói đúng là tiêu diệt là không có tiêu, mà chỉ đè nén nó ngủ ngầm lấy đá dằn cỏ nó thôi. Mà chúng ta cái hỷ chúng cái sân không có trừ được. Giờ chúng ta đi qua cái sân. Đi sân là chúng ta phải gọt qua là niệm Phật khỏi đến. Đi khỏi cần niệm Phật nữa. Nhưng mà còn cái phóng dật là cái tâm nó trường lao chao. Nó không có tập trung được. Thì muốn tập trung thì chúng ta phải có cái định lực khá mạnh hơn. Nhưng mà cái ác nghiệp là cái tập tu này nó không được liên tục. Thì cái định lực nó yếu rồi nó trở lại tập niệm thôi. Thành ra cái phóng dật đó là cái tâm còn trạo cử, còn nhúc nhích, còn nghĩ tới những kia. Thì chúng ta phải chìm đắm trong trạng thái niệm Phật. Thì lúc bấy giờ những cái hỷ lạc, hồi nãy ví dụ tôi nghe tiếng niệm Phật, thì mà khi mà tôi cái câu niệm Phật kéo cái tư tưởng trở về xác thân tôi rồi, và nó được kéo dài hơn, liên tục khá hơn, thì cái thân tôi cảm thấy an. Thì cái cảm giác hỷ là hỷ thôi chứ chưa có lạc. Nó sẽ phát hiện trong những dây thần kinh thính giác của tôi, chứ chưa thể toàn thân được, chưa thể toàn thân được. Và bây giờ tôi chìm đắm trong trạng thái đó, là cái lý lạc bây giờ nó đi hết toàn thân tôi, thấm nhuần những cái hỷ lạc, từ lỗ chân lông cũng là toàn. Thì bây giờ không kêu là hỷ nữa mà kêu là lạc. Thì bây giờ cái thân dường như là lạc thọ, mất cái thân. Và thường chúng ta thôi, thí dụ cũng như uống nước mà khi mà khát nước mà uống, nó mát cả toàn thân. Cái ví dụ đó sơ sài, nó không giống như cái thí dụ này, nó hơi hơi để chúng ta biết thôi. Còn cái thí dụ đó là thí dụ của cõi trời dục, của cõi 4 đường ác, nó cũng đạt trạng thái đó. Còn bây giờ khi đi vào cái thiền định đó thì cái thấm nhuần cái từ lỗ chân lông chúng ta cũng là lạc thọ nữa. Nhưng nó giống vậy thôi. Thành ra mỗi cái hỷ lạc nó danh từ thì nó vậy, nhưng mà khi thực hành chúng ta thấy nó khác nhau hoàn toàn. Rồi khi đi tới cái hỷ lạc của cõi trời sắc giới thì nó cũng cái lạc thọ này, nhưng mà không giống như lạc thọ của cõi trời dục giới đâu. Không giống lạc thọ cõi trời dục giới đâu. Rồi khi mà vị nhập lưu mà nhập vào vị mà thánh nhân mà nhập vào cái lạc thọ này thì cái lạc thọ của thánh nhân cũng kêu là lạc thọ, nhưng không giống như cõi trời sắc giới đâu. Rồi vị mà đắc tới cõi trời vô sắc mà trở lại vào cõi trời sắc giới thì cái lạc thọ nó khác hơn cõi trời sắc giới nữa. Thì cũng kêu là lạc thọ thôi, nhưng mà nó vi tế hơn. Giống như cái lớp học vậy. lúc học mà lúc mẫu giáo chẳng hạn, hay là lớp 1 ông thầy giáo mà vô giảng học trò thì cũng phải đánh dần như học trò, nhưng mà cái đánh dần của thầy giáo không giống như học trò, mà chính học trò cái lớp mẫu giáo 50 đứa thì đứa hạng nhất mà đã đánh dần cũng khác đứa hạng thứ 25 và khác đứa hạng thứ 50. Cái tâm nó khác nhau, cách vấn đời thì giống nhau, từ đứa hạng bé cho tới đứa hạng nhất thì tới hồng thầy giáo thì cái cách thức đánh dần cũng giống nhau, nhưng mà cái tâm mỗi vị mỗi khác. Thành ra chúng ta phải hiểu cái chỗ đó. Cái thế tiến hóa là sa đọa thì nó phải có cái cao cái thấp, chỉ qua Bát Nhã rồi bây giờ mới bằng nhau hết. Chúng ta phải hiểu cái chỗ đó một chút, chứ chúng ta đừng có khuôn khổ. Không có một cái gì trong đạo Phật là cố định là khuôn khổ hết, nhưng mà thường thường cái tư tưởng này nó chịu cái khuôn khổ, mà khuôn khổ thì chúng ta không giải thoát được. Rồi thành ra đây tôi giảng để chư Phật tử nhớ là ở đây mình không có thể là nhập và xuất. Còn cái cõi trời sắc giới người ta nhập, ta xuất nghĩa là ta điều khiển. Cái niệm Phật đếm từ 1 tới 10 ta điều khiển, là không phải người ta tạp niệm nữa. Hồi nãy mình còn tạp niệm cho nên mình niệm Phật đếm từ 1 tới 10 tới 3, 4 tạp niệm phải kéo về. Bây giờ người ta làm như vậy thôi chứ người ta không có tạp niệm. Nhưng mà sơ thiền đó thì không thể mà bỏ tầm sát để đi vô nhị thiền được, thì người này chỉ đắc sơ thiền thôi. Nhưng mà khi họ niệm Phật đếm từ 1 tới 10 không phải là họ tạp niệm mà họ đếm, nhưng mà họ nương vào cái này để họ đi qua cái hỷ lạc. Lúc phải để ý cái chỗ đó, chứ tôi làm sao giảng hết được, nhưng mà mình phải suy gẫm, mình thực hành là mình thấy nó vậy. Rồi mới nhìn vô thì mình niệm Phật đếm từ 1 tới 10 mới 2-3 cái, mình nghĩ tầm bậy mình phải kéo vậy. Còn khi đã thuần thục rồi mình qua cái cõi trời sắc giới, mình giữ 8 giới rồi, thì nhờ cái giới lực làm cho mình thanh tịnh, mình ít có tiếp xúc ở ngoài, ít có xã giao, ít có gây chuyện lộn cãi lộn ở ngoài, thì cái phiền não ít, mình vô thì tất nhiên mình muốn đi cái hỷ thì mình đi không được. Mình phải nương vào niệm Phật đếm từ 1 tới 10, niệm Phật cõi đến mà chúng ta mới chìm, mới là cái hỷ mới phát hiện. Nhưng mà niệm Phật đếm từ 1 tới 10 không giống như cõi người trời dục giới nữa. Cứ khi người ta tập tu, người ta kéo cái câu niệm Phật, ta kéo cái tư tưởng trở về với cái thân. Còn cái này mình kéo là để mình đi qua, mình kéo là để nhập vào cái sơ thiền, chứ không phải mình kéo nó có tập niệm. Giờ tập niệm nó đã thường rồi, nhưng mình phải nương vào nó để mình đi qua nhị thiền. Chứ tự phải hiểu như vậy mới được, chứ không phải mà niệm Phật đến từ 1 tới 10 của cõi trời sắc giới nó giống như cõi trời dục và cõi người, không phải vậy. Trong kinh thì không có nói rõ, nhưng mà những bộ luận á, nó thường giảng hơi sáng một chút, rồi mình phải nghiền ngẫm thêm, chứ bộ luận cũng không có giảng sáng tỏ như vậy nữa. Nó thành ra đây tôi chia đó là cõi người với cõi trời tứ thiên dương đó, thường là tập tu được tầm sát. Rồi tới cõi tứ thiên dương và cõi trời đau lợi đó thì được cái tầm sát và qua cái hỷ. Nhưng mà nhập xuất thì không được đâu, không nhập xuất được đấy. Chỉ một cái thôi, cái là tập tu đó. Rồi từ cõi tứ thiên dương tới cõi trời tứ thiên dương, cõi trời đau lợi, rồi tới cõi trời đau lợi, tới cõi trời dạ ma thì có thể đi qua cái hỷ cái lạc. Còn tới cõi trời dạ ma là cõi trời đau xuất, đó thì mới là chìm đắm trong cái lạc. Còn cõi trời tha quá quá lạc thì mới có thể là đi tới tứ thiền. Nhưng mà xuất nhập là chưa có làm được, là đi từ cái một để trừ những cái 5 tiền cái, thành ra cái hỷ đó là trừ được cái sân, còn cái lạc là trừ cái phóng dật, tức là cái tâm trao động để tập trung vào cái đối tượng cho nó mạnh. Thì cái lạc nó khác với cái hỷ là nó cái khinh an, nó chìm, nó toàn thể sắc thân mình, còn cái kia nó là một phần của sắc thân trên các dây thần kinh thôi. Còn tới cái tứ thiền là nó không còn sắc thân, không còn hỷ lạc nữa, mà nó thấy tất cả đều là duyên hội, tất cả đều là duyên khởi của chu kỳ. Rồi thì chúng ta thấy là từ nhị thiền là hỷ đó chúng ta có thể quán rồi, nhưng mà cái quán nó không có thuần thục, nghĩa là phải có phân tích, có tổng hợp chúng ta thấy các duyên nó như vậy. Còn khi đến tứ thiền là khỏi cần phân tích, khỏi cần tổng hợp. Tôi nói thí dụ thì cho Phật tử hiểu, nghĩa là thí dụ bây giờ mình bắt đầu đọc chữ thì chư Phật tử thấy phải đánh dần, ráp dần mới đọc chữ được. Nhưng mà khi lên tới lớp 2, lớp 3 rồi mình khỏi đánh dần, khỏi ráp dần, đọc thẳng vô chữ. Mình tưởng mình không có ráp dần, nhưng đây là cái ráp dần quen, nó quá thuần thục rồi. nó vẫn có đáp dần, nó quá nhanh cho nên mình không thấy đọc chữ đọc vô liền. Còn cái lớp mẫu giáo lớp 1 thì muốn đọc chữ nó phải đáp dần y tờ tờ y ti. Khi mình đọc vô mình đọc chữ tí liền chứ đâu có y tờ gì, nhưng mà có đáp dần trong đó nó đã thuần thục. Cũng như những người làm thơ ban đầu thì phải có dần bằng trắc, bằng trắc bằng trắc, phải đáp những cái bằng trắc đó không thôi trật cái bài thơ. Nhưng mà khi đã làm thơ thành sỏi rồi người ta không có đáp, không có gì, ta quên cả bằng trắc luôn, nhưng mà không bây giờ sai được bằng trắc, có đáp ở trong đó. Thành ra mới kêu là thi sĩ, những nhà thơ tài tình. Thì ở đây cũng vậy, ở đây cũng vậy. Mà sư Phật tử phải nghiền ngẫm là mình thấy là nó khác nhau, mà nó giống nhau. Nó giống nhau mà nó khác nhau. Thành ra đi tới cõi trời sắc giới rồi người ta, cõi cái sơ thiền đó người ta phải mượn cái tầm sát để người ta qua hỷ, qua lạc, tịnh, định, xả. Rồi nó xuất ra, nó bị nó không có lâu được. Rồi người ta phải nhập lại nữa, nhập lại nữa. Nhưng mà ở người ở cõi sơ thiền thì người ta không thể bỏ tầm sát được. Rồi cái đi tới nhị thiền rồi người ta có thể bỏ tầm sát đã đi thẳng vào hỷ lạc tịnh định xả. Và khi người ta muốn trở lại sơ thiền người ta nương vào tầm sát nữa. Nhưng mà tầm sát đây không giống với sơ thiền, mà cũng không giống với cõi trời dục giới. Bởi vì người ta không cần tầm sát, ta vẫn vô nhị thiền được. Bây giờ ta muốn trở lại thần sát người ta để làm chơi thôi, thì nó lại cao hơn cái cõi sơ thiền. Còn sơ thiền thì không thể bỏ tầm sát được. Còn nhị thiền bỏ tầm sát mà muốn trở lại tầm sát cũng được, nhưng mà trở lại thì khác với cõi sơ thiền, nghĩa là nó vi tế hơn. Chúng ta phải để ý đến cái đó. Cũng như học trò lớp 3 thì nó có thể xuống lớp 4, lớp 5 nó học, nhưng mà xuống là nó xuống thử chơi thôi. Còn học trò lớp 4 là không thể lên lớp 3 học được. Chúng ta thấy cuộc đời nó cũng giống vậy. Cái này cái thế là cái thế đối trị cũng giống ngoài đời thôi, nó không khác gì hết. Chứ Phật tử phải để ý cái đó. Chứ mà tôi giảng mỗi cái chi tiết nó sư không có giảng. Trời ơi, mỗi cái tôi mỗi giảng mà làm sao? Cái đó mình phải nghiền ngẫm ơn chứ. Mình phải nghiền ngẫm ơn chứ. Đó, rồi qua cái hỷ cái lạc cũng vậy. Người mà tu tới tam thiền rồi, người ta đi vào lạc thọ liền. Người ta không cần tầm sát hỷ, mà người ta muốn trở lại tầm sát hỷ cũng vẫn được như thường. Nhưng mà cái tầm sát hỷ này cao hơn nhị thiền, cao hơn sơ thiền. Dĩ nhiên là nó phải khác. Cũng như học trò lớp 12, nó muốn xuống lớp 11 học cũng vẫn được, muốn xuống lớp 10 cũng được, muốn xuống lớp 9, lớp 8, lớp 2, lớp 3 cũng vẫn được. Nhưng mà khi nó xuống đó nó khác à. Nó học bài vở cũng giống hệt, nó làm toán cũng giống hệt, cộng trừ nhân chia cũng giống hệt cái lớp đó, nhưng mà khác. Khác ở cái trình độ của nó. Cái bài toán đó nó có thể xuống rồi, cái kia nó làm chừng 10 phút, nó làm chừng 2 phút thôi. Vì nó đã thuần thục rồi. Mà cái cách làm cũng vậy, nhưng mà cái tính nó nhanh hơn. Chúng ta phải để ý là cũng giống như ngoài đời thôi. Bởi cái này nó thuộc về hiện tượng giới. Hiện tượng giới đó, thành ra chư Phật tử phải nắm được cái ngóc ngách đó. Để rồi khi mình lặng lẽ mình nhìn, có cái bài, có cái bài vở sẵn, có cái bánh vẽ sẵn thì chúng ta theo cái đó. Chúng ta đừng có chìm đắm trong đó. Cái quan trọng là chúng ta đừng dính mắc ở trong đó thôi. Mà đường dính mắt thì mình phải thấy tất cả đều sai biệt hết. Và trong cái sai biệt này tất cả đều là vô sai biệt. Cái độc đáo là cái vô sai biệt. Thấy tất cả những cái sai biệt đều nằm trong cái vô sai biệt. Thì những cái sai biệt mình phải chi tiết, phải biết những cái ngóc ngách nó. Còn nếu mình biết sai biệt thiệt tình thì mình chìm đắm trong cái sai biệt, lấy cái sai biệt làm cái chân ngã, thì chúng ta hận. Chúng ta hận. Thì cái này là tiến hóa, mà hãy tiến hóa tới cùng thì sao? Thì thối quá. Nó là cái vòng tròn mà. Hiện tượng giới nào cũng là vòng tròn hết đó. Hiện tượng giới nào cũng là vòng tròn hết. Hãy đi tới số 12 rồi thì nó phải trở lại số 1 thôi. Thành nó kêu là lẫn quẩn. Ngoại đạo nó không thấy chỗ đó. Thành ra cái tứ thiền, tập tu tứ thiền và đắc tứ thiền, tôi giảng đây như thế rõ chưa? Nếu giảng nữa thì cũng không biết làm sao giảng. Thì nó cứ dẫn lẫn quẩn như vậy. Chúng ta phải để ý mấy cái chỗ đó. Một vị thánh nhân mà khi trở lại tứ thiền rồi thì lại khác tứ thiền có sắc giới. Mà cõi trời vô sắc mà trở lại tứ thiền cũng khác với cõi